có độ ngọt gấp hàng trăm lần so với loại đường thông thường. Không được phép sử dụng. Dễ mua. Được dùng phổ biến. Đường lụa, đường B1, đường nước là tên gọi chung của những loại đường hóa học đang được bày bán phổ biến trên thị trường hiện nay. Với công dụng kinh hoàng, được giới thiệu là ngọt gấp 200, thậm chí là 500 lần đường thường. Loại đường này được sử dụng khá rộng rãi trong chế biến thực phẩm. Tuy nhiên, ẩn chứa vô cùng nhiều nguy hại với sức khỏe, thậm chí có thể gây dị tật và ung thư. Đã là đường hóa học thì phải rất thận trọng khi dùng. Thế thì cái tác hại của nó là nó không tạo ra năng lượng, nó có thể gây ra những cái nguy hiểm. Đấy, ví dụ có thể gây ra quái thai dị dạng khi đẻ. Cái nữa là càng nữa là có thể gây ra ung thư. Đấy, hiện nay rất nhiều đường hóa học là ung thư. Bởi vì ta có thể nói chung tất cả các hóa chất tổng hợp là độc hại với cơ thể. Có mặt tại một khu chợ nguyên liệu thực phẩm tại Hà Nội, chúng tôi dễ dàng mua được loại đường siêu ngọt này khi tự nhận mình là nhân viên của nhà hàng. Theo những người bán hàng, loại đường này có vị ngọt hơn gấp nhiều lần những loại đường thông thường. Chỉ với một vài viên có thể thay thế được cả kg đường thường. Vì vậy, chúng trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều cơ sở chế biến. Không chỉ tồn tại dưới dạng viên nén, đường hóa học còn được đóng chai và bán dưới dạng lỏng, phục vụ riêng cho ngành pha chế đồ uống. Tại khu chợ này, chúng tôi dễ dàng mua được 1,5 lít đường siêu ngọt chỉ với 50.000 đồng. Theo người bán hàng, đây là loại nguyên liệu chính được nhiều cửa hàng trà chanh, trà sữa sử dụng để bán giải khát trong dịp hè đang tới. Và 5.000 chai về dùng thử đi. Nếu mà bọn nó mà bán mà đơn giản, chúng nó sẽ tự nấu. Nhưng mà bán như này nó chuẩn. Đường lụa, đường B1, đường nước là loại đường hóa học tổng hợp. Những loại đường này chỉ tạo vị ngọt không có trong tự nhiên, không có giá trị dinh dưỡng và không chuyển hóa được. Một trong những loại đường hóa học bị cấm được sử dụng nhiều nhất là sodium cyclamate. Chất tạo ngọt cyclamate vào cơ thể được vi khuẩn trong ruột chuyển thành mono hay dicyclohexylamine là chất có thể gây ung thư gan, thận, phổi, dị dạng bào thai trên thực nghiệm. Không nhãn mác, không hướng dẫn sử dụng. Theo các chuyên gia, việc sử dụng thường xuyên những loại chất tạo ngọt ẩn chứa rất nhiều nguy cơ với sức khỏe, đặc biệt là với trẻ nhỏ. Trong cái danh mục phụ gia thực phẩm được phép dùng trong thực phẩm đấy thì không có cái đường cyclamate. Đấy, nhưng mà rất đáng tiếc hiện nay tôi biết đấy là vẫn các cái nhà kinh doanh dịch vụ đấy vẫn sử dụng. Bởi vì cái đường này thì nó ngọt gấp nhiều lần, hàng trăm lần. Cho nên người tiêu dùng luôn luôn là phải nói là cái thế rất bị động, rủi ro rất là cao. Hiện nay thì tốt nhất chúng ta không nên sử dụng. Để đảm bảo an toàn khi ăn uống, tránh mua và sử dụng những loại sản phẩm được chế biến từ đường hóa học, người tiêu dùng cần chú ý. Các sản phẩm được chế biến từ đường hóa học có vị ngọt sắc đậm hơn so với thông thường. Không mua và sử dụng những sản phẩm trôi nổi trên thị trường nếu không biết rõ xuất xứ và chất lượng. Nước ngọt, đồ uống pha chế sẵn không tốt cho sức khỏe, đặc biệt là với trẻ nhỏ. Hạn chế sử dụng những đồ uống, hóa chất không rõ nguồn gốc tại vỉa hè.